Tập 9. Cho dù là bán ra ngoài tỉnh cũng phải xem cậu có đủ tư cách hay không. Xem anh nói kìa. Anh Đại Phong, tiền đã đưa đến cửa rồi mà không lấy hả? Có một số tiền có thể lấy, có một số tiền nóng phỏng tay. Ờ không, tại sao tới giờ còn chưa ra nữa? Không phải là có vấn đề gì rồi đấy chứ? Cậu quen biết với mắt kính và thiết quan âm? Phải đó. Nhưng mà tôi không muốn quen biết với những người mà họ quen biết. Cũng không cần phải làm quen. Một nhân vật nhỏ nhoi như cậu không có cửa để bàn bạc với tôi. Đeo một cặp mắt kính, tôi thấy cậu bị đuôi mù thì có. Ai cũng dẫn tới đây được, bảo cậu sửa xe chứ có bảo cậu bán xe đâu. Dân ạ, không ngờ tập đoàn Ca to lớn như vậy lại khinh thường người khác như thế. Anh Đại Khôn, đừng có xem thường người khác. Cậu thấy chiêu này có tác dụng với tôi không? Người anh em, có vài chuyện tôi quả thật không thể giúp được gì. Nếu như cậu thực sự muốn nói mấy chuyện không nên nói, thì sau khi chọc ra hai cái lỗ ở chỗ này, e là cậu chẳng thể nói được gì nữa đâu. Đe dọa tôi thật đấy. Không ổn rồi, vào trong xem thế nào. Đội trưởng Vinh, ra rồi. Nào nào nào, đã bảo đừng ôm tôi mà. Ngoan đi, gắn thêm chút nữa đi. Giờ sở cảnh sát thì tôi sẽ xử anh sau. Làm tốt lắm, nói nhảm. Bia tươi nhé. Đủ luôn. Điểm thứ 14. Trong mộng tìm kiếm suốt trăm dặm, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Tổ trưởng, không thì chúng ta khử hắn đi. Không được, phải điều tra rõ trước. Trong mấy điểm này, điểm nào là tiểu Phật gia, phải khử mấy cái đó trước. Đừng động tới những kẻ còn lại. Tại sao chứ? Đây là cơ hội tốt để tóm cổ cả bọn. Tóm cổ cả bọn thì cũng chỉ tóm được mấy bọn tôm tép, còn có cá lớn lại không dứt lên được. Nhưng nếu chúng ta có cách để mấy nhân vật lớn đó nảy sinh hiềm khích, thì cớ gì không làm chứ? Món cá lên rồi đây. Đã lên hết món rồi. Trong đại ca kìa,
chỉ có mấy anh em tụ hợp lại thôi mà. Uống chút rượu rồi trò chuyện là được, cớ gì phải tốn công tốn sức tự vào bếp chứ. Tôi chỉ nấu một bữa ăn thôi, sao có thể xem là tốn công tốn sức như mấy người, đúng không? Nào, tôi xin kính mọi người trước, cảm ơn sự vất vả của mọi người. Xin kính đại ca. Tốt tốt tốt. Lâu rồi không ăn cá. Nhắc tới con cá này, mấy người có biết có mấy câu nói về việc bắt cá ở trong ao không? Cá trích thì thích sống ở chỗ nước cạn, cá mương thì thích bơi trên mặt nước, cá trắm cỏ thì sống ở giữa và dưới đáy ao, cá nheo thì sống ở tận dưới đáy ao. Có biết điều đó gọi là gì không? Lãnh địa rõ ràng, không ai đụng chạm ai. Con cá nó còn như vậy, cậu nghĩ xem con người thì sao? Con người ấy mà, lý do có thể cùng làm việc với nhau là vì phân công rõ ràng, ai cũng có lĩnh vực của riêng mình. Như vậy mới giúp cho nước trong cái ao này bình lặng, không thì sẽ làm cho bọt nước bắn tung tóe. Cũng giống như là nói với mấy tên câu cá ở bên bờ rằng chỗ nào có cá mà bắt lại đi sao? Đại Khôn, lý lẽ này có đúng hay không? Đại ca nói đúng đó. Thế nên tôi đã đặt tên cho món cá ngày hôm nay, tên là Dĩ Hòa Vi Quý. Mong rằng sau khi nếm thử con cá này thì từ nay trở đi mọi người sẽ giống như tên của nó, đội nhóm hòa thuận, hòa khí sinh tài. Bố nuôi nói đúng lắm, ngay cả con cá cũng có tên gọi. Tất nhiên bố con có tài thật đấy. Bố ăn xong nào, để con còn thử đồ cho bố. À phải rồi, nào chúng ta mau ăn thôi, ăn xong thì ngắm tay nghề của con gái tôi. Anh mắt kính, nhà máy của Tiểu Phật Gia bị tiêu diệt rồi. Xảy ra hồi nào chứ? Vừa mới đây. Xảy ra chuyện gì sao? Trong lần hành động sấm chớp này, chúng tôi đã phá tổng cộng 17 chỗ tàng trữ ma túy, 6 chỗ vận chuyển ma túy, tịch thu hơn 200 kg ma túy, cùng số tiền liên quan tới ma túy là hơn 4 triệu tệ. Lần hành động này là một chiến thắng vĩ đại của Sở Cảnh sát Vân Cảng chúng tôi. Tại đây, tôi xin cảnh cáo những phần tử tội phạm muốn ăn may mà có ý định buôn lậu ma túy ở Vân Cảng. Người tiếp theo mà chúng tôi bắt chính là cậu. Chào anh phát biểu thêm nữa đi. Kế hoạch tiếp theo là gì vậy? Kế hoạch tiếp theo có thể là những địa điểm của ai? Của Tiểu Phật Gia à? Hết 17 điểm luôn hay sao? Toàn bộ à? Không có của người khác. Không, không có. Đại Khô mà, cậu luôn nói rất khó để xâm nhập vào tuyến đường buôn lậu của cậu, nhưng mà bọn tay trong này lại xuất hiện ngay chỗ của cậu. Phải làm sao đây? Đại ca, lần này là sự cố bất ngờ, để tôi giải thích từ từ cho ông nghe. Ông Âu, chúng tôi ra ngoài trước nhé. Bố nuôi, đại ca, qua đây, mau lên nào. Hai người nói rõ cho tôi nghe nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Có một bữa cơm thôi mà chẳng để cho tôi ăn được ngon miệng. Không có gì đâu, chỉ là việc làm ăn gặp một ít vấn đề, có nghiêm trọng hay không? Cô chủ, ông Âu đã dặn cô đừng có hỏi nhiều quá vì chuyện làm ăn rồi. Thì không phải tôi quan tâm tới sức khỏe của bố à? Lỡ như bố tức giận hại thận thì mất nhiều hơn được. Thế nào, nói đi chứ.
Sao mà tôi cảm thấy có gì đó lạ ở đây nhỉ? Lạ gì? Tự dưng có người bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của bố mình. Thật hay không vậy? Thật hay không gì chứ? Anh cũng nói là bố tôi đó, tôi được quan tâm à? Tôi thấy cô lo cho tiền trong thẻ của mình thì có, đúng không? Mục Thanh này nói đi. Tôi không biết. Hai người, cho anh không nói này. Hai người nói không biết với tôi này. Tôi sai rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Sai rồi được chưa? Đại ca, ông phạt tôi đi. Lần này là do tôi sơ suất, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Cậu đã theo tôi nhiều năm như vậy rồi, tôi tin tưởng vào năng lực của cậu. Nếu cậu đã chịu nhận phạt, thì tôi sẽ cho cậu ít thời gian để cậu suy nghĩ kỹ càng, xem tôi phạt cậu thế nào. Mắt kính Dân à, gọi Khá Hưng tới đây. Tôi phải thử bộ đồ mà con bé làm cho tôi. Tôi không muốn nghe thấy mấy chuyện bực mình này nữa. Xui xẻo quá. Đại ca, con làm cái này thật hay sao? Tất nhiên rồi, con tự thiết kế đó. Ngay cả vải cũng do đích thân con chọn lựa. Tất nhiên là có thợ hỗ trợ con phần may. Cơ mà bố à, bố đã có đãi ngộ đặc biệt nhất rồi đó. Mau thử cho con xem. Được. Thế nào? Sự sâu sắc ẩn giấu trong sự khiêm tốn, ngầu mà không mất vẻ chín chắn. Vậy à? Có đẹp không? Rất phong cách, rất có khí phách, rất ra dáng. Khá hơn ra tay đúng là không hề tầm thường. Người ta đều nói con gái là áo bông nhỏ săn sóc của bố. Mấy cậu nói xem có đúng hay không? Dạ đúng ạ. Bố à, không chỉ săn sóc thôi đâu, nó còn rất vừa người nữa. Bố nhìn đi, có phải vừa dặn lắm hay không? Đẹp trai miễn bàn. Mắt kính à, cậu có phát hiện ra không? Dạo này đại ca tốt với Khả Hưng hơn nhiều. Lúc trước muốn đưa Khả Hưng đi cho bằng được, bây giờ thì cưng chiều đến như vậy. Dù sao cũng là con gái ruột của mình mà. Bởi vậy mới nói, hôm nay mà không có Khả Hưng thì với tính tình trước đây của đại ca, tôi chẳng qua được cái ải này đâu. Đại khôn nè, anh cũng biết rõ phong cách hành động của đại ca rồi mà. Lần một, lần hai, nhưng mà không có lần thứ ba. Dạo này anh gây ra nhiều rắc rối quá. Nếu thận trọng một chút thì có lẽ đại ca sẽ không tức giận như vậy nữa. Ông ấy không tức giận, nhưng mà tôi thì còn tức lắm. Hai cái thằng nhóc ranh đó dám cưỡi lên đầu của tôi tè bậy xuống. Tôi không tin, tôi không xử được hai thằng đó. Nhìn một chút đi, nhìn chút đi. Anh muốn thấy hai tên nhóc đó cười nhạo anh hay sao? Đại Khôn mà, có phải tôi nói gì anh? Cái gì anh cũng tốt, nhưng mà có lúc cái não của anh thiếu mất một giây. Cậu nói cái gì vậy? Ông Khả Hưng là con gái cưng của đại ca. Ai mà bám víu vào mối quan hệ đó được thì có nghĩa là đã sở hữu một lá bùa hộ mệnh. Anh suy nghĩ kỹ xem. Chú mắt kính, chú đầy khôn, còn chưa đi nữa hay sao? Ừ. Vậy mọi người nói chuyện đi nhé, tôi đi làm việc trước đây. Muộn thế này rồi cũng chẳng có gì để nói, chúng ta đi thôi. Khả Hưng à, tôi muốn nói với cháu vài câu. Chú nói đi. Không thì để hôm khác lại nói vậy. Chú khôn mà, đều là người nhà hết mà. Có gì thì chú nói đi. Nói đi chú. Thật ra cũng chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cháu, cháu đã xử lý chuyện nhà kho ổn thỏa chưa?
Nhắc tới cái nhà kho đó, chú Khôn tốt lắm, cảm ơn chú Khôn nhé. Với tôi mà còn khách sáo gì chứ, dù gì cháu cũng gọi tôi là chú mà. Không khách sáo hả? Đừng khách sáo. Vậy tôi không khách sáo với chú đâu. Không phải cửa tiệm thời trang của tôi vừa mới mở cửa hay sao chứ? Chi bằng thế này đi, mấy hôm nữa chú dẫn vài người tới chỗ tôi để tham quan, cứ xem như là mang vận may đến cho tôi. Thế nào? Chỉ thế thôi hay sao? Chuyện nhỏ. Chỉ sợ lúc đó cháu không có đủ hàng để bán. Tôi chỉ mong sao chú dọn hết sạch luôn đó. Cứ quyết định vậy đi, đi nhé. Chờ chú đó, đi thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Chú Đại Khôn, tạm biệt chú Đại Khôn. Đại Khôn nịnh bợ ghê gớm thật đấy. Cô có nhiều hàng như vậy sao mà lại tùy tiện hứa với người ta? Anh ngốc hả? Tôi không biết đường đến chợ bán sỉ để lấy hàng về hay sao? Mặc kệ tôi bán vết với giày da hay là quần áo rách nát, cái gì vậy thì họ vẫn mua hết cho tôi. Hơn nữa tôi sẽ quyết định giá cả, dù làm ăn này không làm thì uổng lắm. Giỏi đó. Đại Khôn coi tiền như rác, lần này coi như xong rồi. Không chỉ có chú Đại Khôn, còn có chị Quan Âm, anh Đồng Hành Tây và cả chú mắt kính nữa. Bên cạnh bố tôi có lắm người như thế mà. Khoan đã, khoan đã. Tôi nghe ý của cô nói là tôi với anh ấy cũng không chạy thoát được phải không? Tại sao anh lại như vậy? Tôi nói anh nghe, cho anh tới tiệm đồ của tôi là cái bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu của anh thì có. Chuyện tốt đó nha, chuyện tốt. Sao mà tôi không thấy nó tốt chút nào hết? Anh thấy sao? Anh nói xem. Tôi thấy anh ấy bảo cô là thần nhỏ ám đấy. Này, không biết điều gì cả, cứ phải hỏi cho bằng được, người ta ngại trả lời. Thần nhỏ ám hả? Anh mới là thần nhỏ đó. Biến qua một bên cho tôi. Anh ấy, cho dù tôi là thần nhỏ thì tôi nói cho anh biết tôi chẳng sợ đâu. Tại vì Tiểu Thanh Thanh là thần may mắn của tôi đó. Để tôi sờ tí nào, dính tí may mắn. Cô chủ à, lại đây nào, cho dính tí may mắn đi. Cô đừng có sợ anh ấy, sợ tôi này. Tôi may mắn lắm, cô sợ tôi đi. Trốn gì chứ, để tôi sờ tí nào. Khoan, chờ một chút. Anh thấy tôi đẹp lắm phải không? Cô đẹp thật. Có người kìa. Cơ mà nếp nhăn trên trán của cô còn đẹp hơn nữa. Nói đi, tôi có bao nhiêu nếp nhăn trên trán? Khó nói lắm. Tôi xấu hả? Cô chủ à, cô lấy gương trong túi mình ra rồi tự soi đi. Sao mà có thể như vậy được? Anh nói xem, tôi có nếp nhăn trên trán hay không? Có không? Nói đi chứ. Không thì anh nói đi. Đừng đi mà. Thần may mắn, anh đừng đi. Sai người đi. Điều tra rõ ràng từ đầu tới cuối. Chuyện tối nay cho tôi. Tôi sẽ sai người đi điều tra ngay. Với cả sai người theo dõi Đại Khôn. Mặc kệ cậu ta tiếp xúc với ai thì cũng phải báo cáo lại với tôi. Vâng. Hàng đâu? Bị cảnh sát tịch thu rồi. Hàng giấu trong ngăn bí mật đâu? Anh Khôn, bọn chúng dẫn theo chó nên đã ngửi ra hết rồi. Lần đột kích này rất kỳ lạ. Hắn chuyên môn ra tay với địa bàn của Phật gia. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mày hỏi tao? Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi tao? Một đám vô dụng. Một đám vô dụng. Một đám vô dụng mà. Tao cần bọn mày làm gì? Tao cần bọn mày làm gì nữa? Mày còn không biết xấu hổ mà nhìn hay sao? Đánh tiếp đi. Bằng khen danh dự, vì đã thể hiện xuất sắc trong hành động sấm chớp nên xin khen ngợi tiểu đội 84 của Sở Cảnh sát thành phố Vân Cảng được tuyên dương chiến công tập thể hạng nhì. Tốt lắm, tốt lắm. Đội trưởng Vinh, bây giờ vẫn chưa phải lúc để ăn mừng.
Tiểu Phật gia chỉ là một con buôn mà thôi. Tuyến đường phía trên của cậu ta 200 kg ma túy đá, 4 triệu tiền liên quan đến ma túy. Đối với tổ chức ca thì đây chỉ là cây me rụng lá. Chúng ta không thể lay động được nền móng của bọn chúng. Nhưng mà vì những thứ này mà chúng ta đã trả biết bao cái giá đắt. Đồng chí Triệu Nam, người đồng chí đã kề vai sát cánh chiến đấu ở tuyến đầu với chúng ta, tới bây giờ vẫn chưa trở về. Còn hai đồng chí nằm vùng khác, tên của họ không thể nào được xuất hiện trên bia anh hùng. Còn vợ con của họ đến bây giờ vẫn chờ đợi họ trở về. Nhưng mà chỉ có chúng ta biết họ không thể trở về được. Nếu như nói công tác chống ma túy là đại dương trước mặt chúng ta, thì chiến thắng ngày hôm nay của chúng ta chỉ là một gợn sóng nho nhỏ trong đó. Con hổ chân chính vẫn chưa xa lưới thì có gì đáng để ăn mừng. Chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài, chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Cục trưởng Lưu, chúc mừng các cậu. Trong cục trưởng Lưu người ta kìa. Đồ nhìn anh ấy đi. Tôi chỉ đọc cho mọi người thôi mà. Anh bớt nói vài câu đi được không? Bớt nói lại đi. Chỉ có cô bên anh ấy thôi. Cục trưởng Lưu, đã lập công rồi mà sao tâm trạng lại sa sút dữ vậy? Có phải là vì tin tình báo của Diễn Văn cung cấp giúp cho cậu dễ dàng bắt được Tiểu Phật gia nên cảm thấy không có hàm lượng kỹ thuật gì đáng nói phải không? Cục trưởng Lưu, anh biết tôi không có ý đó mà. Chỉ là tôi cảm thấy một chuyện nhỏ như thế này không có gì đáng để chúc mừng hết. Tiểu đội 84 vừa được thành lập, cần có một chiến thắng để cổ vũ tinh thần. Cậu hiểu rõ chưa? Sự thật khách quan thì tôi hiểu rõ. Chỉ là tôi không thể vượt qua cửa ải trong lòng của mình được. Nội tâm tôi không muốn nợ người đó. Cái gì mà nợ người đó? Vinh Diệu à, suy bụng ta ra bụng người. Tình cảnh bây giờ của Diễn Văn khó khăn hơn cậu nhiều đó. Thật ra lòng của cậu cũng hiểu rõ. Sự hy sinh của em gái cậu không liên quan gì tới Diễn Văn cả. Cậu không được suy nghĩ như vậy. Nhiệm vụ sau này của các cậu cần có sự chung sức hợp tác của hai người mới có thể hoàn thành được. Nếu như cậu không buông bỏ được cửa ải trong lòng của mình thì sao cậu có thể chung sức hợp tác được chứ? Vinh Diệu à, cậu có thể chín chắn hơn được không? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô đẹp thật. Cơ mà nếp nhăn trên trán của cô còn đẹp hơn.
Chạy nhanh hơn đi. Không chơi nữa. Đại Khôn à, trong cái tính tình của anh kìa, một cái bật lửa tốt như vậy mà bị dứt thủng mất một lỗ. Dừng xe. Sao thế anh Khôn? Tao muốn đi tiểu. Mày có biết hậu quả của việc làm tay trong là gì không? Anh Đại Khôn, tôi theo anh nhiều năm như vậy, tôi không phải là tay trong của anh thật mà. Mày không phải là tay trong. Nếu không có mấy nghe lén trên xe thì sao cảnh sát có thể diệt trừ hang ổ của tao hả? Tôi không biết mấy nghe lén gì hết. Tao chỉ hỏi mày mà thôi. Trong mày bị dọa ra nông nổi gì kìa? Vậy thì sao lăn lộn với tao được? Chiếc xe này của chúng ta còn bị ai đụng vào ngoại trừ mày hay không? Hôm đó đến chỗ sửa xe thì có một cô gái động đến xe của anh. Lúc trước Lê Nhược Sơn với Mục Thanh cũng từng động đến. Sao không gọi điện được vậy hả? Mau nào, có biến rồi. Hai người anh em lúc trước bất hòa, bây giờ ngẫm lại thì cảm thấy hoảng hốt. Người một nhà làm cùng một việc, tuy hai mà một. Đàn em của tôi xúc phạm hai người thật là không nên. Xin hai người hãy niệm tình Đại Khôn tôi, mà cho tôi được nhận lỗi trước mặt của hai người. Chiều nay hai vị hãy đến nhà hàng xoay trên tầng 28 của tòa nhà Dương Quang. Đại Khôn, anh ta vừa xuyên từ cổ đại tới hay sao? Có biết nói chuyện đàng hoàng không vậy? Này chẳng phải là Hồng Môn Yến hay sao? Cũng khó nói lắm. Đi hay không đi đây? Anh ta đã tỏ lòng thành tới như vậy rồi, nếu chúng ta không đi thì không ổn lắm đâu. Vậy thì đi thôi, mang vài người theo, cái đó thì khỏi. Theo tôi thấy chắc anh ta không có gan to đến mức đó đâu. Tôi về thay quần áo trước đây. Đi đi. Về đúng lúc lắm. Tại sao lãng cái thứ không có dinh dưỡng gì thế này? Nào, ngồi xuống đi. Cô làm gì đây thế? Bữa sáng đó. Bữa sáng hả? Chứ không phải là món ăn hắc ám gì đó chứ? Uống cho anh còn làm người tập gym. Vậy mà không biết sau khi tập gym xong thì bữa sáng phải được cân bằng dinh dưỡng và thịnh soạn hay sao? Hơn nữa anh còn phải bổ sung protein. Thế nên tôi có chiên một miếng bistec cho anh đó. Thế nào, hài lòng không? Tôi ăn xong sẽ không bị trúng độc chứ? Nếu tôi thật sự muốn độc chết anh thì tôi sẽ tốn công tốn sức nấu cả bàn đồ ăn cho anh hay sao? Còn tôi uống một ly sữa bò là được. Không tin. Được rồi.
Không sao rồi nha. Vẫn chưa tin hả? Thế nào, ngon không? Chẳng phải là vì muốn cảm ơn anh hay sao? Vô lương tâm, còn bảo tôi bỏ đọc nữa. Sao tự dưng cô lại giác ngộ như thế vậy? Trước khi dọn ra ngoài, cứ xem như tôi khao anh một lần đi. Cô sắp dọn đi hả? Tới nhà của anh hoài thì anh cũng không được thoải mái. Phòng làm việc của tôi có 2 tầng, cũng có thể ở được đấy thôi. Như vậy thì tôi có thể cân luôn cả 2 thứ là cuộc sống và công việc. Được quá ha. Không nhận ra luôn đó. Chuẩn bị gây dựng sự nghiệp đàng hoàng, làm người phụ nữ mạnh mẽ hay sao? Chuẩn bị cho ai xem vậy? Anh? Không thì còn ai nữa? Khả Hân à, cô đừng có đùa linh tinh như vậy. Tôi nói thật mà, anh nhìn cho kỹ nhé. Có phải bây giờ cả người tôi đang tỏa ra khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ hay không? Nhìn đi, anh nhìn tôi nè. Cô cũng ăn đi chứ. Không thì tôi đưa cô về nhé. Thôi khỏi, tôi không có nhiều đồ lắm, đã tìm người dọn rồi. Vậy thì tốt. Tôi cũng có mà. Ăn đi. Khả Hân à, thế là đúng rồi. Tín hiệu điện thoại tồi tệ như thế này, nếu chỉ vì tín hiệu thì mình cũng phải dọn nhà thôi. Anh làm gì mà lề mề quá vậy hả? Trang điểm hay sao? Chờ anh lâu lắm rồi đó. Âu Khả Hân làm bữa sáng cho tôi đâu thể nói không ăn. Gì cơ? Khả Hân làm bữa sáng cho anh ăn hả? Tại sao vậy? Cô ấy sắp dọn đến phòng làm việc ở rồi, muốn cảm ơn tôi đã quan tâm chăm sóc cô ấy suốt bao lâu qua, cho nên đã làm bữa sáng cho tôi. Khi nào thì dọn? Chắc là sắp rồi, đến cả công ty dọn nhà cô ấy cũng tìm xong rồi. Thế thì tôi yên tâm. Yên tâm gì chứ? Thứ nhất, Khả Hân không bám riết lấy anh nữa, anh sẽ có thể tập trung hết sức vào việc làm ăn của chúng ta, phải không? Thứ hai, bố nuôi không hẳn phản đối việc tôi theo đuổi Khả Hân. Anh cũng đâu muốn làm trễ hiền. Thế thì tôi không khách sáo nữa nhé. Khi nào thì cậu mới có thể đặt lòng dạ của mình vào con đường đúng đắn đây? Đây là con đường đúng đắn nhất để gây dựng nên sự nghiệp to lớn, không gì có thể so được với nó. Vẻ mặt gì vậy hả? Ý kiến, không vui, không nở. Ai có ý kiến, ai không vui, ai không nở. Đi lấy xe đi, đi đi. Trễ rồi đó, anh nói đi nhé. Tôi xác nhận bằng ánh mắt rồi đó. Tôi đã dứt khoát, tung một cú đấm thì ngay lập tức máu. Tôi nói đừng có giả ngu để lừa tao. Tôi hỏi là hàng đâu? Mấy cậu đoán xem thế nào chứ? Thế nào? Cái thằng đó run lẩy bẩy, tuột quần xuống. Tuột quần xuống làm gì? Cậu không biết rồi. Hắn nói, anh à, hàng ở đây này. Tôi ấy tự phụ quá. Lần đầu phạm phải sai lầm không đáng có. Kéo ra hàng dài thế này này, nhưng mà chỉ cần một viên bị bỏng thì thằng đó sẽ mất mạng ngay. Nhớ lại lúc đó chúng tôi đều làm mấy chuyện nguy hiểm để làm gì. Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Sao mà giống như bây giờ ngồi trước máy tính, gõ gõ bàn phím, bấm bấm điện thoại. Dù làm ăn lớn nào cũng có thể thành công. Bây giờ là thiên hạ của thanh niên các cậu, cũng đâu thể nói như thế được. Không có người đi trước như anh Đại Khôn, giàu sinh ra tử thì chúng tôi cũng không thể đuổi kịp thời đại. Người làm anh em như tôi, xin kính anh một ly. Nào nào nào.
Thế thì ly rượu này của tôi cứ xem như là để nhận lỗi thay tên đàn em kém cỏi tiểu Phật gia của tôi vậy. Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, chúng ta sang trang mới nhé. Sau này cùng nhau làm. Anh à, nhận lỗi thay tiểu Phật gia. Thế ý của anh Đại Khôn là mọi việc đều là lỗi của tiểu Phật gia. Chuyện đã qua rồi sao còn nhắc tới tiểu Phật gia vậy? Hôm nay anh Đại Khôn đã hạ mình những cái lỗi nghiêm trọng như vậy với hai chúng ta, thì cậu còn muốn thế nào nữa? Anh Đại Khôn mà, em trai còn trẻ nên không biết điều. Cảm ơn anh Đại Khôn đã coi trọng hai anh em chúng tôi như vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Nào ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Nào, nào, nào. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, ngồi đi. Vậy chuyện lúc trước của chúng ta cứ xem như đã qua đi. Anh em chúng ta hãy cùng bước tiếp đoạn đường sau này. Nói rồi nhé anh Đại Khôn, đã nói đến mức này rồi thì chúng ta bàn chuyện quan trọng đi. Được, bàn chuyện quan trọng. Hai cậu em à, dạo này tôi có nhập một lô hàng chưa cắt, tinh khiết lắm. Xem như là tôi nhận lỗi với hai cậu em đi. Thế nào? Chỉ một lô thôi. Anh cũng biết lượng tiêu thụ của đường Kim Hoa lúc này đúng là ba lô. Anh Đại Khôn hào phóng thật đấy. Người anh em của tôi suýt nữa đã mất mạng rồi. Được, năm lô. Chỉ có nhiêu đó thôi. Được lắm anh Đại Khôn, năm lô thì năm lô. Từ nay về sau hai cậu em này sẽ nói sao làm vậy với anh. Nào nào nào, cảm ơn anh Đại Khôn. Nào nào nào, cạn một ly, cạn một ly. Nào, ăn một miếng đi, ăn chút gì đi. Toàn là món ngon, món sang không đấy. Một Thanh, ăn nhiều vào, đừng để phí phạm đó. Làm anh tốn kém rồi, chuyện nhỏ thôi. Anh Đại Khôn mà, từ nay về sau hai cậu em này sẽ nói sao làm vậy với anh, còn bắt chước tôi nữa hay sao? Một Thanh thật là lúc trước không nhận ra luôn đó. Diễn xuất của anh mà theo cái nghề này thì tôi cảm thấy hơi đáng tiếc. Anh Đại Khôn diễn còn hay hơn tôi. Sao cậu không nói anh ta? Cứ nói tôi hoài. Người ta là diễn viên tấu hài độc thoại, sao có thể so được? Anh nói xem, một người keo kiệt như Đại Khôn lại chi nhiều tiền như vậy để mời chúng ta ăn cơm, chắc chắn không chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi. Cậu cũng nhận ra hay sao? Tôi đâu có ngu mà không nhận ra được chứ. Có phải làm ăn hay không thì làm là biết ngay. Vậy thì cứ chờ mà xem. Vì Đại Khôn mà ăn một bữa cơm, lãng phí biết bao nhiêu là thời gian của tôi. Mặc kệ anh, tôi phải đi rồi đây. Khoan đã, khoan đã. Cậu đi đâu đó? Giải quyết ít chuyện riêng. Chuyện riêng? Màu này, dân. Màu này nữa. Với cả số 8, lấy giúp tôi nhé, dân ạ. Khả Hân, đang bận hả? Sao anh lại đến đây? Đến một mình hả? Một Thanh đâu? Anh không tới một mình được hay sao? Này, mở ra xem đi. Bánh cuộn cầu vồng hả? Sao anh biết vậy? Tôi có xem một cuộc phỏng vấn trên mạng của cô. Tôi biết lúc cô ở Pháp thì thích cái này. Tôi phải lực tung cả Vân Cảng lên mới tìm được một tiệm chính gốc đó. Cô nói xem có khéo không cơ chứ. Chỉ còn lại một cái thôi mà còn bị người khác đặt trước nữa. Tôi phải nói cả buổi trời người ta mới dừng lại cho tôi. Khỏi cảm ơn. Nói đi, có chuyện gì chứ? Không có việc gì mà lại xum xoe, có điều gian trá. Tôi hả? Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn. Bởi vì cô... Bởi vì cô đã trượng nghĩa ra tay, cứu người anh em tốt của tôi thoát khỏi tay của lão bác vô lại. Không còn gì nữa. Cảm ơn tôi. Một mạng chỉ đổi được một cái bánh. Được. Hơn nữa, nếu muốn cảm ơn thì sao anh ấy không tự tới đây? Anh ấy bảo anh tới hả? Xem như là như vậy đi. Xem như là phải hay là không phải? Phải. Hôm nay tôi tới chủ yếu là để hỏi cô. Sao cô nói dọn nhà là dọn liền vậy hả?
Sao vậy, không được hả? Anh có ý kiến gì với tôi? Tôi không có ý kiến gì hết. Tôi thấy cậu ấy có ý kiến đó.